chào mọi người. Hôm nay là một ngày thật đặc biệt. Các bạn biết đó là ngày gì không? Đó chính là ngày quốc tế nam giới 11 tháng 9. Hiện nay thì có rất là nhiều anh em không hề biết đến ngày đấy và giật mình khi có người bảo: "Ê, hôm nay là ngày quốc tế nam giới, tao có món quà nhỏ muốn tặng mày." Thế là ổng mắt chữ A mồm chữ O, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Thực ra thì ngày quốc tế nam giới đã có mặt trên 70 quốc gia và bắt đầu từ năm 1999. Ở Việt Nam thì đang trong quá trình soi xét. Tuy nhiên thì ở Tân Pháp đã được công nhận một năm nay. Và để kỷ niệm cho một ngày đặc biệt này thì chị em Tân Pháp có làm một video ngắn để tặng các anh em. À vâng, các cụ ngày xưa thì hay có câu à: nâng khăn sửa túi cho đàn ông là bản năng của phụ nữ. Ý khen chị em phụ nữ là những người rất chu đáo, hiểu được những người đàn ông bên cạnh của mình. Và để kiểm chứng cho điều đó thì mời mọi người xem đoạn video sau nhé. Sau đây các bạn nữ hãy đoán món đồ mà chúng tôi đưa ra. Đây là các món đồ của các bạn nam hay dùng. Hình sẽ được đổi cho đến khi có một người đoán đúng. Nếu đoán sai, người chơi sẽ phải ăn một miếng chanh chua. 1, 2, 3, bắt đầu. Cái này là giấy ướt. Giấy gọi là giấy ướt đúng không ạ? Đúng rồi. Nhanh. Em không biết. Ăn. Ừ, thế nhưng mà nó là cái sọ dày. Nhưng mà tên chính xác là cái tên mà. Đó là miếng sọ dày. Dài, ăn. Sọ dày không phải á. Mời em ăn đi. Chơi cái này ngon ngon. Cái này ngon chị. Đúng chuẩn. Xin mắng vip. Hả? Xin mắng vip làm gì?
đi chị. Đó là trí tưởng tượng phong phú về độ hiểu của đàn ông đến mức sâu sắc chị em phụ nữ. Và tuy nhiên thì để hiểu sâu hơn nữa, mời mọi người cùng xem tiếp đoạn video sau. Theo Hương thì là đàn ông cũng thích. Thích thì đương nhiên là không thích rồi, nhưng mà sướng. Theo em là có. Thực ra thì làm đàn ông hay làm phụ nữ thì cũng đều kỳ diệu như nhau. Ở trong thế giới thì cũng phải có nam giới và phụ nữ thì nó mới cân bằng. Nam giới sẽ có cái hay của nam giới, nữ giới có cái hay của nữ giới. Em nghĩ là không. Theo em thì đã làm đàn ông rồi thì phải thích. Em với sự lựa chọn của em thì em không thích ạ. Em thì em thấy là thích. Làm đàn ông thích chứ. Nếu mà cô kiếp sau cô vẫn thích làm đàn ông. Làm đàn ông thì tất nhiên là thích rồi. Theo em thì làm đàn ông hay làm phụ nữ cũng đều có những cái khó khăn riêng của mình, nhưng làm đàn ông sẽ có phần thích hơn làm phụ nữ.
Theo Hương thì làm đàn ông thì cũng có khá rất nhiều áp lực. Thứ nhất là áp lực về kinh tế, thứ hai là áp lực về chăm lo làm sao cho vợ con các thứ là hạnh được hạnh phúc, rồi là áp lực về chăm lo cho bố mẹ gia đình hai bên là được sống một cuộc sống gọi là an lành hạnh phúc. Đầu tiên là sẽ áp lực trong công việc hàng ngày, công việc công ty, và sau đó là cái áp lực khi mà về nhà. Khó khăn và áp lực nhất là về kinh tế thì là trụ cột của gia đình. Là đàn ông mang trên mình một cái danh hiệu là đàn ông nên đôi khi có những cái vấn đề trong cuộc sống mà cũng là áp lực trong cuộc sống như công việc, đôi khi về nhà cũng muốn chia sẻ nhưng mà cứ mặc nhiên là mình nghĩ là mình là đàn ông thì mình phải có sự chịu đựng, đôi khi không nói ra được thành lời, nên là vợ đôi khi cũng có thể sẽ cằn nhằn vì thấy cái thái độ của mình nó không được vui vẻ. Rất là nhiều áp lực ạ, áp lực từ công việc, từ tài chính, gia đình, con cái, bố mẹ, rất là nhiều áp lực. Em nghĩ là sẽ nhiều áp lực hơn rất là nhiều so với phụ nữ. Thì thực tế là nếu như quan điểm từ trước đến giờ đàn ông là trụ cột của gia đình thì phải lo cho gia đình mình, cái đấy là một cái áp lực. Theo sự trải nghiệm của em thì em thấy đàn ông có rất nhiều áp lực. Áp lực thứ nhất đó là áp lực chăm lo cho gia đình nhỏ của mình. Gia đình nhỏ ở đây chính là đi làm kiếm tiền để chăm lo cho vợ con ạ. Áp lực thứ hai là áp lực chăm lo cho gia đình lớn. Gia đình lớn ở đây là bố mẹ. Vì trong lòng họ lúc nào cũng canh cánh để chăm lo cho sức bố mẹ của mình có một cuộc sống tốt đẹp hơn ạ. Áp lực thứ ba là áp lực về làm cha. Họ luôn muốn trở thành một người bố tốt để cho con cái của mình nói theo ạ. Áp lực cuối là em nghĩ là chính là áp lực để hoàn thành được những áp lực trên, thì áp lực thứ nhất của họ phải trải qua chính là áp lực phải thật thành công ạ. Thực ra nếu mà nói áp lực thì phải tính phải áp lực hơn chị em hay hơn người bình thường hay như nào ấy. Còn bình thường thì em thấy nó áp lực như một người bình thường thôi, áp lực trong công việc rồi trong cuộc sống nó như một người bình thường thôi, chứ em cũng không thấy phân biệt gì đàn ông hay đàn bà chỗ này cả. Áp lực là vì vợ đòi tiền, đến tháng lương mà chưa mang về vợ đòi tiền là áp lực của đàn ông. Về bản thân em thì với một người trẻ mới ra trường thì áp lực của em hiện tại là nuôi dưỡng bản thân và chăm sóc cho gia đình. Trong cuộc sống những người đàn ông sẽ có những áp lực riêng như về tiền bạc, gia đình, vợ con hoặc phụ nữ đôi khi phải ở giữa vợ và mẹ nên họ có những gánh vác nặng nề. Vào ngày 19 tháng 11 là ngày quốc tế đàn ông thì chắc chắn một điều là Hương sẽ về nhà sớm và chuẩn bị một bữa ăn cơm ngon để dành tặng cho người chồng của mình. Trong cái ngày đặc biệt là ngày quốc tế đàn ông thì anh mong muốn gì từ người bạn đời của mình? Sẻ chia. Em gửi lời chúc đến tất cả anh em nói chung và riêng chồng em nói riêng là một ngày quốc tế nam giới thật vui vẻ, hạnh phúc. Ta thì mong muốn trong ngày đặc biệt cũng như ngày bình thường cũng mong muốn là đầu tiên là những người phụ nữ như là mẹ, như là vợ, là con được mạnh khỏe và luôn luôn vui vẻ, đều nụ cười hạnh phúc, thì như thế là mọi cái áp lực trong công việc cũng đều tan biến. Em muốn dành sự cảm ơn người chồng luôn quan tâm yêu thương ba mẹ con bằng một món ăn bằng một bữa cơm tối vui vẻ và đầm ấm ạ. Thì bạn mong muốn gì từ người bạn đời của mình? Mong muốn thấu hiểu và đồng cảm thôi, và thông cảm và luôn luôn đồng hành. Em nghĩ là điều mong muốn đơn giản nhất của những người đàn ông Việt Nam hoặc là kể cả nước ngoài cũng thế, đó là mong muốn trở về bên gia đình tổ ấm của mình ạ, được ăn một bữa cơm đơn giản do vợ mình nấu ạ. Chắc là chỉ mong vợ về sớm hơn mọi ngày chút là ok rồi. Cô sẽ làm cái gì mà ông xã cảm thấy mà thích nhất thì cô sẽ làm. Em mong muốn là các anh em trong công ty đều mạnh khỏe, kiếm được nhiều tiền. Và ngày đặc biệt này em chẳng có món quà thì chúc tất cả mọi người ngày nam giới vui vẻ. Thưa các bạn, chúng ta khi sinh ra vốn không được lựa chọn mình là ai, là nam hay là nữ. Nhưng dù là ai, mỗi người đều có một sứ mệnh khác nhau trong cuộc sống của mình. Thế giới này, vạn vật sinh ra đều có lý do của nó. Có âm, ắt sẽ có dương, có nam, ắt sẽ có nữ. Cá phải có nước, sông phải có nguồn. Tất cả mọi sự sắp đặt đều có tầm quan trọng như nhau, bổ sung và hỗ trợ cùng nhau sinh sôi và phát triển.
thế giới này thật tốt đẹp khi có các anh. Các anh chính là nguồn sống, là niềm vui, là sự tự hào mà Thượng Đế ban tặng. Chúc các anh luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và được là chính mình. Hay là những cánh buồm, là những chiếc áo mưa để che chở mọi giông bão của cuộc đời. Nhưng khi các anh mỏi mệt, hãy là những chú mèo ngoan nằm trong chiếc chăn êm ái để được vỗ về và yêu thương. Chào mừng Ngày Quốc tế Đàn ông, ngày 19 tháng 11.